Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 20 tháng 11, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự buổi lễ tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của công ty trách nhiệm hạn KD Global. Nhằm chung tay cùng tỉnh Thanh Hóa sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, công ty trách nhiệm hạn KD Global đã trao tặng cho tỉnh 10.000 bộ đồ bảo hộ y tế, góp phần giúp lực lượng phòng chống dịch có thêm trang thiết bị y tế phục vụ tốt nhất nhiệm vụ. Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trân trọng cảm ơn những tình cảm nghĩa cử cao đẹp của công ty trách nhiệm hạn KD Global dành cho tỉnh Thanh Hóa, đồng thời cho biết tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện việc thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ngay tại tuyến cơ sở, nên số bộ đồ bảo hộ y tế mà doanh nghiệp trao tặng dịp này có nghĩa hết sức thiết thực, hỗ trợ tích cực cho các nhân viên y tế, bác sĩ trong nhiệm vụ giám sát, cách ly, chẩn đoán và chữa trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của doanh nghiệp để tỉnh Thanh Hóa có thêm nguồn lực phòng chống hiệu quả dịch COVID-19. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cam kết sẽ báo cáo kịp thời đến Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh để sử dụng số bộ đồ bảo hộ y tế đúng mục đích, hiệu quả nhất trong thời gian tới. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa đã điều chỉnh nới lỏng các điều kiện quản lý công dân trở về từ tỉnh ngoài và một số quy định phòng chống dịch, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những thách thức, đòi hỏi chính quyền cơ sở phải nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý, triển khai các giải pháp phù hợp để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Bên cạnh đó, ý thức tự giác của người dân vẫn là yếu tố then chốt quyết định thành công của công tác phòng chống dịch. Chủ quan do đã được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19, nên mặc dù được yêu cầu cách ly tại nhà sau khi trở về từ vùng dịch, nhưng bệnh nhân ở thôn Nam Hạc, xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hóa không thực hiện nghiêm quy định. Sau khi bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 thì đã phát sinh nhiều F1, F2. Lực lượng chức năng phải phong tỏa cụm dân cư với 6 hộ dân nơi bệnh nhân sinh sống. Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp tại các địa phương trong tỉnh không chấp hành nghiêm các quy định cách ly y tế tại nhà, dẫn đến áp lực phòng chống dịch cho địa phương, thậm chí không ít trường hợp đã làm lây nhiễm COVID-19 cho gia đình cộng đồng. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do người dân chủ quan nghĩ rằng mình an toàn. Tâm lý này cần phải được khắc phục ngay, nếu không dịch bệnh sẽ lây lan khó lường. Sau cái sự việc này thì chúng tôi có cái giải pháp, đó là nâng cao cái trách nhiệm của cái tổ giám sát cộng đồng, đặc biệt là nâng cao cái trách nhiệm của người dân trong cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Đối với các trường hợp cách ly tập trung cũng như là cách ly tại nhà thì chúng tôi thường xuyên thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã để nhân dân được biết, được tham gia trong cái việc là giám sát các cái trường hợp cách ly tại nhà. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đã nới lỏng nhiều quy định về phòng chống dịch COVID-19 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại và cách ly. Những công dân đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi từ vùng dịch trở về địa phương, gia đình đủ điều kiện cách ly riêng biệt sẽ được cách ly hoặc tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Điều này vừa thuận lợi cho người dân, vừa giảm áp lực cho lực lượng chức năng trong việc tổ chức cách ly tập trung. Tuy nhiên, nới lỏng không có nghĩa là thả lỏng. Để việc cách ly được thực hiện nghiêm túc, các tổ giám sát cộng đồng phải hoạt động tích cực và phải phát huy tính tố giác cộng đồng. Bên cạnh đó, việc động viên tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch vẫn là yếu tố then chốt. Quan trọng nhất là người dân phải có ý thức tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Khi mình về các vùng dịch về thì phải khai báo và đồng thời với thực hiện tốt các cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Song song cái việc tổ giám sát thì cộng đồng dân cư đã phát hiện các đối tượng mà ví dụ có hiện tượng mà bệnh tật vùng dịch về mà không khai báo, người ta cũng báo cáo kịp thời với chính quyền địa phương. Mỗi ngày trung bình chúng tôi khoảng độ 40 công dân trở về từ các địa phương ở tỉnh phía Nam về. Một số công dân cũng có cái ý thức chủ quan trong cái vấn đề về phòng chống dịch, tức là cho rằng là việc nới lỏng đó thì sẽ được tự do. Nhưng mà chúng tôi ngay sau đó thì cũng đã chấn chỉnh bằng nhiều cái văn bản chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra các đơn vị, và nếu những trường hợp cố tình chúng tôi đã xử lý các hành vi vi phạm. Chỉ tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận gần 1.700 ca mắc COVID-19,
tăng gấp hàng chục lần tổng số ca mắc của 3 đợt trước. Số ca phát hiện trong cộng đồng ngày càng nhiều. Thực tế này đòi hỏi các địa phương phải có những giải pháp mới để ứng phó hiệu quả với dịch bệnh. Trong đó, việc xét nghiệm tầm soát phải được thực hiện thường xuyên. Việc tuyên truyền phòng chống dịch phải đa dạng về thông tin, cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh, tính chất nguy hiểm của dịch, những quy định mới để thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, hiện nay các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang nhanh chóng tổ chức lại sản xuất với những quy định chặt chẽ, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, qua đó lấy lại đà tăng trưởng cũng như đón đầu cơ hội mới trong những tháng cuối năm 2021. Những ngày này, không khí lao động sản xuất tại công ty cổ phần dầu khí Petro Thanh Hóa Sài Gòn rất khẩn trương nhộn nhịp. Đại diện doanh nghiệp cho biết, đơn vị vừa nhận thêm được nhiều đơn hàng lớn. Bởi vậy, ngay khi tỉnh Thanh Hóa thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh, công ty xác định mục tiêu phải tăng tốc sản xuất, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài việc xây dựng các phương án sản xuất để chủ động với từng tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, mới đây đơn vị cũng đã đầu tư thêm dây chuyền sản xuất mới để tăng công suất, sản lượng sản xuất lên hơn 90 tấn ga một ngày, đáp ứng tiến độ giao hàng cho đối tác. Công ty vẫn đảm bảo được tiêu chuẩn về phòng chống dịch một cách coi như tối đa nhất và an toàn nhất cho anh em lao động. Về mặt hàng hóa thì trong lúc này thị trường rất khan hiếm, cho nên là công ty cũng có chủ trương tích trữ các nguồn hàng để bình ổn giá cả thị trường. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng nâng cao cái chất lượng sản xuất, tích cực đưa cái sản phẩm này ra thị trường một cách nhanh nhất, có hiệu quả nhất. Theo quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa được duy trì trong tất cả các cấp độ dịch khác nhau. Để hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, tỉnh Thanh Hóa cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp. Nhờ vậy, đến nay, việc vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất, đi lại của công nhân, người lao động, phân phối hàng hóa thành phẩm thông suốt. Tranh thủ điều kiện thuận lợi, các doanh nghiệp đang tập trung mọi nguồn lực để phục hồi sản xuất an toàn, hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp đã nhận thêm các đơn hàng mới, tăng cường thu mua nguyên liệu, tuyển dụng lao động để tăng tốc sản xuất, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021. Cũng có sự hỗ trợ, ủng hộ của huyện, thì công ty gần 100% các đồng viên đã tiêm được vaccine mũi 1. Trong cái bối cảnh dịch bệnh khó khăn thì tài chính cũng có những cái khó khăn, thế nhưng mà về công ty chúng tôi đang khẩn trương để cái tốc độ sản xuất lên, thu mua sát nguyên liệu cho bà con kịp thời vụ để đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất kinh doanh. Mặc dù tình hình dịch bệnh rất là phức tạp, tuy nhiên thì xi măng Long Sơn cũng đã vượt kế hoạch đề ra từ tháng 10 năm 2021 và hiện tại thì là đang giữ ở mức tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Xi măng Long Sơn luôn giữ quan điểm là phát triển bền vững, tất cả mọi cán bộ công nhân viên đều được thực hiện mọi công tác phòng dịch đầy đủ để đảm bảo năng suất tốt nhất, giữ vững chất lượng cho khách hàng, qua đó có thể mở rộng thị trường, tiếp tục đầu tư trong tương lai. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, 10 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa đạt mức tăng trưởng 15,8% so với cùng kỳ. Cùng với sự linh hoạt chủ động sản xuất, thích ứng an toàn với dịch bệnh của các doanh nghiệp, ngành Công Thương Thanh Hóa cũng đang phối hợp với chính quyền các địa phương bám sát tình hình hoạt động của khu vực sản xuất công nghiệp để kịp thời tham mưu thực hiện các giải pháp sản xuất phù hợp trên quan điểm sản xuất phải an toàn để sản xuất. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, hoàn thành thắng lợi mục tiêu sản xuất công nghiệp năm 2021 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, năm 2015, Yên Định là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, huyện Yên Định đã ban hành đề án xây dựng thôn làng xã nông thôn mới kiểu mẫu và triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 1 xã và 5 thôn được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 1 xã và 5 thôn đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. 27 thôn và khu phố đạt chuẩn kiểu mẫu theo đề án của huyện. Năm 2013, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã Định Tân đặt ra mục tiêu hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định thu nhập là một trong những tiêu chí khó nhất, nên xã Định Tân đã tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng cho giá trị kinh tế cao. Hiện nay, xã đã quy hoạch được vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung trên 100 hectare, chuyển đổi hơn 40 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả trồng cây rau màu, cây ăn quả theo hình thức liên kết cho giá trị từ 300 đến 400 triệu đồng hectare một năm, đồng thời khuyến khích con em địa phương đi xuất khẩu lao động tăng thu nhập.
Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 70 triệu đồng một năm, không còn tỷ lệ hộ nghèo. Năm 2020, Định Tân là xã thứ hai của tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã, tập trung cao để rồi có cái giao ban đến các tiểu ban ở cơ sở, rồi cán bộ chỉ đạo của xã đi xuống rồi cùng với cán bộ của cơ sở tập trung cao để rồi chỉ đạo nâng cao các cái tiêu chí mà chúng tôi đã đạt được, và đặc biệt quan tâm chú trọng đến là một nữa là cảnh quan cái môi trường, hai nữa là công tác vệ sinh đường làng ngõ xóm, ba nữa là cái tiêu chí bảo hiểm. Trên cơ sở bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu của Trung ương, năm 2018, huyện Yên Định đã rà soát và ban hành đề án xây dựng thôn làng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, các địa phương trong huyện sẽ triển khai xây dựng các tiêu chí thôn làng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo 14 chỉ tiêu như tỷ lệ giao thông được cứng hóa đạt trên 95%, thu nhập bình quân đạt trên 60 triệu đồng một người một năm, không còn tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng vườn mẫu, quy hoạch cảnh quan môi trường sạch đẹp. Với phương châm kinh tế phát triển, đường có hoa, hạ tầng kiên cố bền vững, cán bộ có tâm, có tầm, nhân dân ủng hộ, chương trình đã huy động được cán bộ, các tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện. Bên cạnh đó, huyện Yên Định cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ như hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng với mức 1 tỷ đồng một xã, 100 triệu đồng một thôn, hỗ trợ các xã, thôn kinh phí đi học tập kinh nghiệm các mô hình hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Vì vậy, từ năm 2016 đến nay, đã kích cầu các địa phương trong huyện huy động được trên 500 tỷ đồng xây dựng thôn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các cái giải pháp của huyện về chuyển đổi các mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho nhân dân, kêu gọi thu hút đầu tư để chuyển đổi lực lượng lao động ở trong nông thôn. Thì hiện nay thì huyện cũng đã ban hành rất nhiều các cơ chế để khuyến khích kích cầu trong các đơn vị, các xã thu hút nhân dân tham gia vào cái công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Yên Định đang phát huy hiệu quả, giúp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn, đồng thời góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Yên Định phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ có 50% số xã, 70% số thôn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để quả ớt được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường như Trung Quốc, Malaysia, vụ đông năm nay, huyện Yên Định bắt đầu triển khai xây dựng việc cấp mã số vùng trồng đối với cây ớt. Đây sẽ là cơ hội nâng cao giá trị sản xuất ớt, đảm bảo thị trường tiêu thụ ổn định. Xã Yên Phong có 165 hectare cây rau màu, trong đó có 100 hectare ớt. Nhiều năm nay, cây ớt được coi là cây trồng chủ lực của địa phương. Tuy có giá trị cao hơn so với nhiều cây trồng khác, nhưng việc tiêu thụ ớt thường thiếu ổn định. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, vụ đông này, Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Phong có gần 60 hectare ớt được huyện hỗ trợ xây dựng các quy trình để cấp mã số vùng trồng. Hợp tác xã hướng dẫn bà con trong cái quá trình sản xuất, là cũng hướng dẫn đến cái sản xuất theo cái hướng hữu cơ, sử dụng các loại phân vi sinh cũng như cái thuốc bảo vệ thực vật, là cũng dùng các loại thuốc vi sinh là chủ yếu để đảm bảo cho cái quả ớt được chất lượng và xuất khẩu đi nước ngoài. Vụ đông năm 2021, huyện Yên Định có kế hoạch gieo trồng 1.000 hectare ớt. Những năm trước, hầu hết sản phẩm ớt sau thu hoạch sẽ được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Malaysia, một số nước châu Âu và tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, gần đây, các đối tác nhập khẩu từ Trung Quốc và Malaysia yêu cầu ớt phải có mã số vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Để đảm bảo thị trường tiêu thụ ớt ổn định, huyện Yên Định đã xây dựng mã số vùng trồng cho diện tích trồng ớt xuất khẩu. Bước đầu, theo đánh giá của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có 15 vùng trồng với 135 hectare tại các xã Yên Phong, Yên Lâm, Yên Phú, Yên Ninh, Định Hưng, Định Hòa, thị trấn Quý Lộc và hai cơ sở đóng gói của hai doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Định, đảm bảo yêu cầu có thể đăng ký cấp mã số theo quy định, đáp ứng được các yêu cầu của các nước nhập khẩu là Trung Quốc và Malaysia. Thiết lập các mã vùng trồng này thì nó đòi hỏi có cái sự vào cuộc của hệ thống chính quyền cơ sở trong cái việc quản lý sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật, cũng như là hỗ trợ và hướng dẫn bà con nông dân trong cái việc thu hái, đóng gói cũng như là cái quá trình sản xuất để đạt được cái tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong 3 năm gần đây, diện tích cây ớt của Thanh Hóa duy trì từ 3.000 đến hơn 4.000 hectare.
Đây là một trong những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, lợi nhuận có thể đạt tới vài trăm triệu đồng hecta mỗi vụ. Cùng với từng bước xây dựng cấp mã số vùng trồng cho cây ớt, ngành nông nghiệp Thanh Hóa cũng đang tiến hành xây dựng để có thể cấp mã số vùng trồng cho các vùng sản xuất nông sản khác, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu thụ nội địa cũng như xuất khẩu, nâng cao tính chuyên nghiệp trong sản xuất nông nghiệp của người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo chăm lo của cấp ủy chính quyền, sự quan tâm của toàn xã hội, ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực tiếp nối xứng đáng truyền thống hiếu học qua bảng của xứ Thanh. Thành tích chung của ngành có sự đóng góp tích cực bền bỉ của những người thầy, người cô yêu nghề, tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp trồng người trên khắp mọi miền tỉnh Thanh. Đây là động lực quan trọng để giai đoạn 2021-2025, toàn ngành phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Năm học 2020-2021 vừa qua, mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn thử thách do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được những kết quả ấn tượng. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững trong top đầu cả nước, đặc biệt chất lượng giáo dục đại trà có sự chuyển biến tích cực, xếp thứ 32 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng 12 bậc so với năm 2020 và xếp thứ 3 toàn quốc về số điểm 10. Năm học 2020-2021 cũng ghi nhận sự nỗ lực bứt phá vượt bậc về chất lượng giáo dục mũi nhọn, đại trà của nhiều trường phổ thông thuộc khu vực nông thôn, miền núi. Trong năm học 2020-2021, thì trường chúng tôi có 2 học sinh đạt giải quốc gia. Nó khẳng định là chúng tôi đã làm được những việc mà tưởng chừng như không thể làm được. Đây là sự quyết tâm rất lớn của Đảng ủy, sự điều hành rất quyết liệt của Ban giám hiệu nhà trường từ nhiều năm nay. Đặc biệt là sau những năm mà chúng tôi có học sinh được đứng kế cận vào các đội tuyển của tỉnh, thì thầy và trò nhà trường thì từng năm một đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện dần dần và chúng tôi có được cái kết quả này. Kết quả đã đạt được sẽ là cơ sở quan trọng tạo đà cho chất lượng giáo dục Thanh Hóa tiếp tục bứt phá trong những năm tiếp theo, thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025. Trong đó, mục tiêu cụ thể về chất lượng giáo dục được xác định là phấn đấu đến năm 2025, điểm trung bình tốt nghiệp trung học phổ thông trong nhóm 20 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn trong nhóm 6 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước, hàng năm có học sinh dự thi và đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Hiện tại thì cái đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của giáo dục Thanh Hóa còn thiếu rất là nghiêm trọng. Việc đầu tiên, chúng tôi tham mưu với Ủy ban dân tỉnh để tăng cái biên chế cho giáo dục của Thanh Hóa. Thứ hai nữa là làm công tác phối kết hợp với các trường đại học trong và ngoài tỉnh để lựa chọn tuyển sinh những sinh viên có cái chất lượng cao, quan tâm đào tạo chuyên chuẩn, bồi dưỡng để thực hiện chương trình phổ thông 2018, làm tốt cái công tác kiểm tra đánh giá chất lượng đội ngũ, công tác cơ chế động viên khen thưởng, kích cầu cho đội ngũ để mỗi cán bộ giáo viên phải có trách nhiệm tự học tự bồi dưỡng để thích ứng với cái chương trình phổ thông 2018 cũng như thực hiện nhiệm vụ mà tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh giao cho. Những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi mỗi cán bộ giáo viên, mỗi cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể cho từng năm học và cho cả giai đoạn. Tự thân mỗi giáo viên, ngoài việc nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, còn phải chủ động để thích ứng linh hoạt, an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Trong điều kiện ăn COVID mà nó không an toàn, mà học sinh không được đến trường, chúng ta phải online hoặc trực tuyến, thì bản thân giáo viên học sinh trên mọi vùng miền đất nước và cả ở Trần Mai Ninh thì các thầy các cô luôn sẵn sàng thích ứng. Và tuần trước thì chúng tôi thấy là trên địa bàn thành phố Thanh Hóa thì cũng rất nhiều trường đã chuyển sang cái việc thích ứng này rất là nhanh nhẹn. Có nghĩa là khi mà trong trường có một học sinh F0 và liên quan đến rất nhiều F1 thì em nào cách ly hoặc thầy cô nào trong diện phải cách ly tập trung thì vẫn cách ly tập trung, còn số còn lại thì vẫn học và thực hiện mọi nội dung hoàn giảng dạy bình thường. Và tôi nghĩ là tình hình COVID nó có thể ảnh hưởng đến giáo dục, nhưng mà vì đã diễn ra trong thời gian dài cho nên bây giờ là toàn ngành giáo dục thích ứng, sẵn sàng thích ứng. Sự nghiệp chồng người vinh quang cao quý nhưng đồng thời cũng gắn nhà giáo với trách nhiệm và không ít khó khăn thử thách. Sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, truyền thống hiếu học, trọng hiền tài, tôn sư trọng đạo của dân tộc và sự trưởng thành của các thế hệ học trò sẽ giúp mỗi thầy cô giáo giữ vững niềm tin, tình yêu với nghề, góp phần thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển giáo dục giai đoạn 2020-2025 và giữ lửa cho truyền thống hiếu học của xứ Thanh luôn tỏa sáng, trường tồn. Những tháng cuối năm 2021, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường kiểm tra xử lý tải trọng phương tiện, đặc biệt là tại các khu vực mỏ đang khai thác, các điểm thu đầu nguồn hàng nhằm hạn chế tình trạng chở quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một trong những giải pháp hạn chế tình trạng chở quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn huyện Triệu Sơn là việc tuyên truyền cho các chủ mỏ ký cam kết không vi phạm chở đúng tải trọng cho phép, cũng như tuân thủ các quy định trong hoạt động vận chuyển hàng hóa, như đặt hệ thống camera toàn khu vực mỏ để kiểm tra, giám sát các hoạt động xe ra vào, bốc xếp hàng hóa nguyên vật liệu đảm bảo đúng tải và bằng thành thùng khi lưu thông trên đường. Công ty và các nhà xe đã ký cam kết với công an giao thông và công ty cũng đã quán triệt máy xúc và múc tất cả các cái xe bằng thành thùng và đúng tải trọng theo với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì công ty cũng đã lắp đầy đủ tất cả các máy camera và kiểm soát hoạt động giữa các nhà xe và công ty. Bên cạnh công tác tuyên truyền thì việc bố trí các tổ công tác lưu động và cắm chốt tại các tuyến đường ra vào mỏ kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cũng được lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Triệu Sơn triển khai một cách đồng bộ. Qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản các chủ xe lái xe cũng đã thực hiện nghiêm việc chở đúng tải trọng cho phép. Điều này cho thấy công tác tuần tra kiểm soát, xử lý tải trọng phương tiện trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã đạt hiệu quả cao. Tình trạng vi phạm chở quá tải, cơi nới thành thùng khi lưu thông trên các tuyến đường qua địa bàn huyện đã giảm nhiều so với trước đây. Trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện sẽ tiến hành tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát ngay tại chân của các mỏ đất cũng như là các mỏ vật liệu xây dựng để kiểm soát tối đa cái việc chở hàng quá tải trọng cũng như là quá kích thước thành thùng. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm các cái trường hợp chở hàng vượt quá kích thước thành thùng cũng như là cơi nới thành thùng thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản và yêu cầu chủ xe cũng như lái xe là hạ tải cũng như là cắt bỏ các những cái phần cơi nới của xe. Thời gian tới, đặc biệt là dịp cuối năm, tình hình hoạt động khai thác vận chuyển hàng hóa nguyên vật liệu xây dựng trên địa bàn dự kiến sẽ diễn biến phức tạp. Việc chở quá tải quá khổ, cơi nới thành thùng có thể sẽ gia tăng. Vì vậy, Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tải trọng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Bằng con đường tự học tự sáng tạo, qua nhiều năm gắn bó với nghề cơ khí, anh Ninh Đức Thanh ở phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa đã có nhiều sáng chế, giải pháp kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Bạn bè, người thân và những khách hàng thân thiết yêu mến gọi anh là anh Thanh sáng chế. Đây là cụm khóa phanh an toàn dùng cho thang máy, một trong những giải pháp kỹ thuật mà anh Ninh Đức Thanh tâm huyết nhất từ trước đến nay. Với cấu tạo khá đơn giản, gồm khung, các con lăn, đòn khóa, cụm dòng dọc, được gắn cố định trên khung thang máy. Cụm khóa phanh có tác dụng giữ cho buồng nâng cố định trên khung thang, không bị rơi tự do trong trường hợp cáp treo thang máy bị đứt đột ngột. Giải pháp kỹ thuật này được anh Ninh Đức Thanh ấp ủ nghiên cứu qua nhiều năm và không ngừng tìm tòi cải tiến. Năm 2020, giải pháp này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí, xác lập quyền sở hữu trí tuệ và vừa qua đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá là đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ. Tới đây sẽ được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Hiện nay, nhiều khách hàng là cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã lắp đặt sử dụng cụm khóa phanh an toàn do anh Thanh sản xuất. Tôi cũng có lắp đặt cho khách hàng một số thang hàng, thang vận. Sau khi nhiều người ta đưa hàng thì người ta đi cùng với thang. Nhưng mà cái đấy tôi lại rất là lo lắng. Không may nữa, bất cứ lúc nào có thể là cái thang máy đó nó đứt cáp hoặc tụt cáp là rất nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cũng mày mò nghiên cứu. Mà tôi cũng ứng dụng từ cái kéo cắt may của gia đình. Tôi mới tách rời ra hai mảng, tôi gắn trục rồi liên kết lò xo cáp. Thì nó tạo thành một cái khóa phanh. Từ đó tôi cải tiến nhiều lần thì hắn hoàn thiện một cái khóa phanh. Trước đó là tôi lắp cái thang này nhưng mà chỉ có dám vận hành bởi là hàng hóa thôi. Nhưng mà từ ngày mà anh Thanh anh ấy lắp thêm cái chế độ an toàn trong cái thang á thì là tôi đi cả người và cả hàng lên rất thuận tiện cho công việc. Sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nghề cơ khí, từ nhỏ anh Ninh Đức Thanh
đã tự học hỏi, thực hành và sớm trở thành một thợ lành nghề. Quá trình lao động say mê tâm huyết và trách nhiệm với từng sản phẩm, từng khách hàng đã thôi thúc anh không ngừng nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích trong đời sống và sản xuất. Ngoài giải pháp cụm khóa phanh an toàn dùng cho thang máy, anh Thanh còn có những sáng chế tiêu biểu như cầu thang tự động, bàn tròn bán kính lớn, quay tự động dùng trong các phòng ăn quy mô lớn của khách sạn, nhà hàng. Xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của khách hàng ấy, chúng tôi phối hợp với anh Thanh ấy là nghiên cứu cái mô hình phục vụ mà đáp ứng được một cái bàn khoảng tầm 30-40 người thế này. Và trong quá trình phục vụ thì chúng tôi thấy là rất tiện lợi, đặc biệt là khách hàng người ta rất thích cái mô hình thế này. Mặc dù đã là chủ doanh nghiệp nhưng với tinh thần yêu lao động, đam mê nghiên cứu, anh Ninh Đức Thanh vẫn thường xuyên trực tiếp làm việc tại xưởng sản xuất, tận tình hướng dẫn, nâng cao tay nghề cho công nhân. Lao động chính là con đường ngắn nhất, quan trọng nhất để anh Thanh sáng chế, tiếp tục hiện thực hóa những ý tưởng, giải pháp kỹ thuật mà mình đang nung nấu, ấp ủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.